Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video test thử hệ thống BCS, hệ thống cảnh báo tiền va chạm và phanh khẩn cấp ở trên chiếc xe của Toyota. Đó là một chiếc Toyota Veloz phiên bản G, phiên bản top á. Đối với chiếc Veloz thì hệ thống sẽ sử dụng camera đôi, có nghĩa là trên kính nó có hai camera. Giải thích trước một chút xíu cho các bạn hiểu, đó là BCS, tính năng cảnh báo tiền va chạm của Toyota thì gồm 3 tính năng nhỏ. Tính năng thứ nhất là cảnh báo, có nghĩa là khi xe chạy đến phát hiện phía trước có vật cản thì sẽ cảnh báo bằng âm thanh và hình ảnh cho người lái biết. Trường hợp thứ nhất, khi người lái tiến hành đạp phanh thì hệ thống sẽ tiến hành bổ sung thêm lực phanh để chiếc xe dừng lại một cách nhanh nhất. Đó là tính năng thứ hai của BCS. Trong tình huống mà người lái không đạp phanh thì hệ thống sẽ tự động phanh và giúp chiếc xe dừng lại, thì đó là tính năng nhỏ thứ ba của hệ thống BCS. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng test nha. Và ở đây thì tôi có chuẩn bị một cái màn. Đây đó các bạn. Thì đây tôi có chuẩn bị một cái rèm, cái tấm bạc có in phía đuôi xe của một chiếc Cross ha. Thì sẽ chạy thử ở đây. Rồi chúng ta cùng bắt đầu nha. Thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử lần đầu tiên trên chiếc Veloz. Và ở ngoài thì trời đang mưa nhỏ ha. Đầu tiên thì thử với khoảng 20 km/h trước đi. Cảm này hoạt động tối thiểu là từ 10 rồi 20. Chúng ta thấy rằng xe hoạt động rất hiệu quả đúng không? Đây, ngoài trời vẫn mưa nhỏ. Chúng ta tăng tốc lên nè. Còn 30 nữa. Rồi, như vậy là các bạn thấy tôi hoàn toàn không có đạp thắng. Đấy, và hệ thống vẫn làm việc rất tốt. Phanh rất là mạnh ha. Vừa rồi thì cái khoảng cách cũng chỉ khoảng 30 km/h thôi. Do khoảng cách không có đủ xa cho nên là mình không thể test nhanh hơn được. Rồi. Alo alo. Chưa. Anh ghê rồi. Một khúc luôn á. Gạt mưa á. Bóp kẹn cái. Rồi, đúng rồi, buông ra rồi, đừng đạp phanh rồi. Đó. À, hay quá ta. Anh có đạp thắng không vậy? Thắng lại, thắng đi. Thôi đừng thắng đi. Vẫn kêu hả? Má hay quá. Vâng thưa các bạn, vừa rồi thì chúng tôi đã thử 4 lần. Và cả 4 lần thì chiếc xe Toyota Veloz này đều hoạt động rất là tốt. Cũng chia sẻ thêm với các bạn là hệ thống BCS trên Veloz thì hoạt động từ giải tốc độ là từ 4 km đến 120 km. Vậy là ngay cả tốc độ rất thấp thì cũng hoạt động. Như vậy là chúng ta đã kiểm nghiệm xong chiếc xe Toyota Veloz. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.